bạn, tri thức nhân loại là biển cả mênh mông mà những hiểu biết của chúng ta chỉ là những giọt nước bé nhỏ. Bởi thế, mỗi chúng ta chỉ có một cách duy nhất để trở nên hiểu biết hơn trong cuộc sống này, đó chính là học. Dù là ai thì việc trau dồi kiến thức mỗi ngày là điều rất cần thiết, có nhiều cách để tích góp kiến thức, đến trường học từ thầy cô, đọc sách từ thư viện, học nhóm cùng bạn bè, đọc báo hay đơn giản là nhận thức của chúng ta từ những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh cuộc sống. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn một cách tự học thật sự bổ ích và hiệu quả, học MOOC. Năm 2008, MOOC được đề cập độc lập bởi hai tác giả Dave Cormier, Đại học Prince Edward Island, Canada và Brian Alexander, National Institute for Technology in Liberal Education, United States. Nhà cung ứng giáo dục online Allison được xem là tiên phong của MOOC. Sau đó, các nhà cung cấp kết hợp với các trường đại học danh tiếng, các trung tâm giáo dục chất lượng tạo nên các trang học online uy tín như Coursera, Udacity, edX. Đến tháng 2 năm 2014, đã có hơn 3 triệu người trên toàn thế giới tiếp cận với MOOC. Năm 2012, tờ báo danh tiếng The New York Times đã bình chọn là năm của MOOC. Bạn biết gì về MOOC? MOOC, Massive Open Online Course, hay khóa học trực tuyến mở đại trà, là những khóa học online được truy cập qua các website và không giới hạn thành viên tham gia. Bên cạnh những phương tiện học truyền thống như video, hình ảnh, tài liệu đọc, thì MOOC còn cung cấp diễn đàn để tạo sự kết nối giữa các học viên với nhau và với đội ngũ các giáo sư, người trợ giảng, bàn luận các vấn đề liên quan tới bài học. Các khó khăn khi bắt đầu tiếp cận với MOOC. 1. Không tìm được khóa học phù hợp. Khắc phục bằng cách lọc có chọn lọc, tùy thuộc vào trang web. Ví dụ, hình bên dưới là giao diện của nền tảng Coursera. Bên góc trái màn hình, phần Language ta chọn English. Phần Categories chọn Biology and Life Sciences and Chemistry. Như vậy, Coursera sẽ lọc lại các khóa học gần với chủ đề mong muốn của mình. 2. Nghi ngờ độ tin cậy của nguồn lectures. Tất cả các khóa học của các trang học online uy tín như Coursera, edX, Udacity đều liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới. 3. Nghĩ rằng các khóa học quá sức mình. Khắc phục. Nếu đã biết rõ về những vấn đề có trong khóa học đó thì chúng ta không cần học thêm. Do đó, các bạn nên bắt đầu từ những chủ đề gần gũi với bản thân. Sau này, khi đã quen dần với cách học thì sẽ mở rộng chủ đề xa hơn. Trong quá trình học nên tìm hiểu ngay những vấn đề còn thắc mắc. 4. Khả năng Anh văn còn hạn chế. Các video lectures đều có in-sub kèm theo. Một số khóa có thêm lecture slide dạng PowerPoint hoặc summary note dạng PDF. 5. Không sắp xếp được thời gian. Các khóa học được đưa ra vào đầu mỗi tuần với số lượng lectures nhất định và chỉ yêu cầu dành khoảng 2 đến 6 giờ mỗi tuần tùy khóa. 6. Không nhớ deadline. Do nhớ thời gian nhưng quên chuyển đổi múi giờ. Ví dụ 14 giờ UTC, giờ ghi trên deadline, sẽ bằng 21 giờ ICT là giờ Việt Nam. Cách chuyển đổi một số múi giờ thông dụng, ICT sẽ bằng UTC cộng 7 bằng BST cộng 14. Do quên kiểm tra announcement mỗi tuần, luôn luôn chú ý upcoming deadline. Đầu tiên phải check lại trong phần quiz vì một số khóa có tính năng apply late day cho phép gia hạn thời gian submit quiz. Kiểm tra lại rating policy vì một số khóa khi tính điểm tổng kết của toàn khóa học cho phép bỏ quiz thấp điểm nhất. Tiếp tục học cho dù đã bỏ lỡ một hoặc hai quiz bởi chỉ cần hoàn thành 60-70% khóa học là các bạn đã được nhận Statement of Accomplishment. 7. Không biết nơi giải đáp các thắc mắc. Khắc phục. Cố gắng tự tìm tòi để trả lời. Post lên Discussion Forum để thảo luận cùng các bạn tham gia khóa học. Hoặc mail trực tiếp cho Instructor của mỗi khóa. 8. Dễ bỏ cuộc giữa chừng vì nhiều nguyên nhân. Lời khuyên. Trước khi bắt đầu khóa học, vào Core Syllabus, đề cương khóa học, để nắm vững các phần mà mình sẽ học trong từng tuần. Đầu mỗi tuần check announcement để kiểm tra các thông tin quan trọng về deadlines, lưu ý vấn đề chuyển đổi thời gian. Phân bố thời gian xem video lectures hợp lý trong tuần
tránh đến gần deadline mới chạy. Ghi chú lại các vấn đề trọng tâm của mỗi video lecture. Các ưu khuyết điểm của một số nền tảng học MOOC thông dụng. Coursera, ưu điểm, khóa học đa dạng, bài tập từ đơn giản, quiz đến phức tạp, peer assessment. Tương tác giữa người học và người dạy cải thiện đáng kể. Một số khóa ghi nhận các thảo luận trên discussion forum vào điểm cuối khóa, được cấp statement of accomplishment. Nhược điểm, nội dung một số khóa học chỉ phù hợp với những người thuộc lĩnh vực và nền tảng nhất định. EDX, ưu điểm, khóa học chất lượng, nhiều hình thức tương tác mới mẻ với khả năng tùy biến câu hỏi, do vậy kiểm tra được toàn diện hơn các nền tảng khác. Chúng ta còn có thể trao đổi với nhau ở ngay khung thảo luận dưới mỗi bài học. Khóa học nhiều và tua vòng, lặp lại khóa tương tự, tương đối nhanh hơn Coursera. Nhược điểm, độ khó cao và thời gian học thường kéo dài. Một số khóa thời gian đăng ký học bị giới hạn khoảng 2-4 tuần sau khi khóa học bắt đầu. Bài tập có khóa rất nhiều. Stanford được xây dựng dựa trên nền tảng EDX nên các ưu nhược điểm tương tự EDX. Tuy nhiên, hiện nay số khóa học trên Stanford Online còn khá ít. Udacity, các khóa học chủ yếu tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghệ thông tin, thiếu tính tương tác thật, bài giảng được thiết kế để tự học và nhằm đạt được kết quả học tập thực sự. Đáp án được công bố dù là đề thi kiểm tra cuối đợt. Do vậy, hãy chắc rằng bạn học vì sự hiểu biết, không phải vì tờ giấy chứng nhận. Vì nguyên lý hoạt động như vậy nên so với giấy chứng nhận của Coursera và EDX, giấy chứng nhận của Udacity không có giá trị bằng. Sailor, khóa học được sắp xếp theo mô hình huấn luyện trình độ cao đẳng, đại học. Nguồn tài liệu khổng lồ đã được sắp xếp rất logic, học thoải mái, dù thời lượng khá nặng, yêu cầu có khi đến 100 giờ mỗi khóa. Đạt được năng lực chuẩn trên 70% bài kiểm tra final test thì sẽ được cấp bằng. Server ổn định. Giấy chứng nhận có code xác nhận, nghĩa là bạn có thể ghi vào CV của mình về sau và người ta dễ dàng kiểm tra. Iversity, ưu điểm, các khóa học được xây dựng bởi các giáo sư với sự hỗ trợ kỹ thuật và sư phạm từ Iversity nên chất lượng đồng đều. Nhược điểm, ít khóa học, đặc biệt tiếng Đức mới là ngôn ngữ chính nên gây khó khăn trong quá trình học. Ở đây còn một số nền tảng khác mà chúng tôi chưa đề cập tới, hy vọng sẽ bổ sung tiếp trong các video sau. Chúng tôi đã làm được, còn bạn thì sao? Nào, hãy cùng bắt đầu với MOOC.